Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh dẻo trung thu hoa đậu biếc vừa đẹp mắt lại ngon miệng. Bánh dẻo, bánh nướng chính là những thức quà không thể thiếu trong mỗi dịp rằm trung thu. Hiện nay thì bánh dẻo hay bánh nướng thì đều được cách tân và biến đổi rất nhiều hình dáng, rất là đẹp mắt, hương vị thơm ngon so với những chiếc bánh đơn điệu trước đây. Trong đó màu tím của hoa đậu biếc đang được rất nhiều người yêu bánh ưa chuộng. Cách làm bánh dẻo trung thu hoa đậu biếc nhân đậu xanh sau đây sẽ là một công thức lạ mà quen, giúp các chị em có thêm ý tưởng sáng tạo cho những chiếc bánh trong mùa trung thu này nhé. Nguyên liệu để làm bánh dẻo trung thu hoa đậu biếc mình sẽ sử dụng đầu tiên về phần vỏ thì chúng ta sẽ cần tới hoa đậu biếc. Ở đây mình sử dụng là hoa đậu biếc khô các bạn nhé. Nguyên liệu tiếp theo mình cần sử dụng là bột bánh dẻo hay là bột nếp rang các bạn nhé. Nguyên liệu tiếp theo mình sử dụng sẽ là nước hoa bưởi các bạn nhé. Và để nấu nước đường cho bánh dẻo thì mình sẽ cần phải có đường kính. Và mình sẽ phải có một quả chanh tươi như thế này các bạn nhé. Về phần nhân bánh thì mình sẽ sử dụng nhân đậu xanh. Chính vì thế mà mình sẽ sử dụng đậu xanh đã bỏ vỏ đi các bạn nhé. Hoặc các bạn cũng có thể thay thế bằng đậu nhân đậu đỏ này, nhân sữa dừa. Mình sẽ cần phải chuẩn bị thêm một chút dầu ăn hoặc là các bạn có thể sử dụng dầu dừa các bạn nhé. Để có thể tạo hình cho món bánh của chúng ta thì chúng ta sẽ cần thêm một bộ khuôn nữa để tăng thêm tính đẹp mắt cho món bánh. Và trên đây là tất cả những nguyên liệu cần có để làm món bánh dẻo trung thu hoa đậu biếc của chúng ta. Giờ mình sẽ tiến hành bắt tay và thực hiện ngay các bạn nhé. Vì vỏ bánh dẻo trung thu nhanh khô và chai khi để lâu ngoài trời nên chúng ta sẽ cần phải làm hoặc chuẩn bị nhân bánh dẻo trung thu trước các bạn nhé. Đối với phần đậu xanh thì chúng ta sẽ ngâm nở trong nước các bạn nhé. Mình ngâm khoảng tầm 2 tiếng để cho đậu của chúng ta sẽ nở ra. Để khi mà chúng ta nấu thì đậu của chúng ta sẽ nhanh chín và mềm hơn. Sau khi mà đậu xanh của chúng ta đã nở ra rồi thì mình sẽ cho đậu xanh của chúng ta vào nồi và sau đó thì đổ nước ngập và mình sẽ nấu cho đậu của chúng ta chín mềm các bạn nhé. Các bạn nhớ là trong quá trình đun thì cẩn thận tránh làm trào đậu các bạn nhé. Sau khi mà đậu của chúng ta đã chín rồi thì mình sẽ cho đậu vào máy xay sinh tố các bạn nhé. Mình sẽ cho vào đây cùng với đó là một chút đường này. Mình cho vào đây một chút nước nữa các bạn nhé, để chúng ta sẽ xay nhuyễn mịn hơn. Mình sẽ tiến hành bật máy xay để xay nhuyễn mịn. Sau khi mà mình đã xay nhuyễn mịn rồi, mình sẽ cho đậu xanh xay nhuyễn của chúng ta ra chảo. Mình sẽ sử dụng chảo chống dính các bạn nhé. Mình sẽ tiến hành là xên phần đậu xanh của chúng ta. Các bạn bật bếp xên ở nhỏ lửa thôi. Mình cho vào đây một chút dầu ăn này. Mình sẽ đảo đều tay liên tục các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ tiến hành cho vào đây một chút bột bánh dẻo. Một chút thôi các bạn nhé, để có thể kết dính lại cái phần nhân của chúng ta. Khi xên nó sẽ tạo thành một cái khối mềm mịn. Mình vẫn sẽ tiếp tục đảo đều tay các bạn nhé. Mình đảo đều tay liên tục khoảng tầm 15 phút. Khi mà nhân đậu xanh của chúng ta dẻo quánh này và trở thành một khối thì chúng ta có thể tắt bếp
và mình sẽ để nhân của chúng ta nguội để chúng ta sẽ vo tròn các bạn nhé. Sau đây thì mình sẽ chuyển sang công đoạn là nấu nước đường. Mình sẽ cho phần nước và phần hoa đậu biếc của chúng ta lên trên bếp để chúng ta đun sôi các bạn nhé. Hoa đậu biếc khô của chúng ta khi mà sôi thì sẽ ngấm màu ra đấy các bạn. Mình sẽ đun khoảng tầm 5 phút để cho hoa của chúng ta sẽ ra màu. Lúc này thì mình sẽ vớt phần vỏ hoa của chúng ta đi các bạn nhé, để nước hoa đậu biếc của chúng ta đậm đặc. Tiếp theo thì mình cho vào đây một chút đường kính trắng và mình khuấy đều để cho phần đường của chúng ta sẽ tan ra. Mình sẽ vặn nhỏ lửa thôi các bạn nhé. Còn đối với phần chanh thì mình sẽ lấy 1/2 quả chanh và mình sẽ vắt lấy nước cốt chanh. Mình cho nước cốt chanh vào các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta có thể tắt bếp và cho nước đường của chúng ta nguội hẳn là có thể sử dụng được. Mình sẽ cho phần nước đường hoa đậu biếc của chúng ta vừa mới nấu vào trong bát các bạn nhé. Mình cho vào đó một chút nước hoa bưởi các bạn nhé. Và mình sẽ cho vào một vài giọt dầu ăn. Mình sẽ đổ thêm phần bột bánh dẻo của chúng ta vào. Mình sẽ khuấy thật đều các bạn nhé. Mình sẽ dùng thìa khuấy đều cho bột của chúng ta hòa tan với nước đường các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ lấy phần bột ra một cái thớt sạch và mình sẽ rắc một chút bột bánh dẻo lên và mình bắt đầu nhồi bột. Các bạn vừa ấn vừa miết thật đều để bột của chúng ta mềm mịn dẻo các bạn nhé. Mình sau khi mà chia vỏ của chúng ta thành những viên tròn, mình sẽ ấn dẹt các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ cho phần nhân đậu xanh của chúng ta vào giữa. Và sau đó thì mình sẽ nhẹ nhàng gói lại cho kín.
khâu đóng bánh của chúng ta thì các bạn có thể xoa một chút bột bánh dẻo lên bánh để chống dính này. Và phần khuôn thì các bạn cũng cho một lớp bột các bạn nhé. Mình cho cục bột vào khuôn và mình sẽ ép chặt bánh của chúng ta sau khi mà làm xong ấy, thì các bạn để bảo quản trong khoảng tầm ngày hôm sau thì bánh của chúng ta sẽ trong hơn và ăn sẽ ngon hơn và đẹp hơn các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bánh dẻo trung thu hoa đậu biếc thật là đẹp mắt rồi phải không nào các bạn? Chúng ta đã quá quen với cách làm bánh trung thu từ lá cầm này, bánh trung thu từ lá dứa hay bánh trung thu khoai lang tím. Và khi mà chúng ta muốn biến tấu bánh trung thu của chúng ta thành những bánh trung thu độc lạ, ngon mắt thì chúng ta có thể kết hợp bằng cách sử dụng hoa đậu biếc để có thể tạo ra những chiếc bánh trung thu màu tím này, màu xanh dương rất là đẹp mắt. Không những thế mà màu sắc của bánh dẻo của chúng ta đều từ nguyên liệu thiên nhiên nên rất chi là an toàn. Và trong mùa trung thu sắp tới thì các bạn hãy làm cho gia đình mình những chiếc bánh dẻo trung thu hoa đậu biếc thật là đẹp mắt, thật là ngon miệng các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.